Công an vào cuộc bắt khẩn cấp cán bộ ban quản lý rừng. Sở Giáo dục và Đào tạo vào cuộc, hiệu trưởng bị giáo viên tố dùng tài khoản cá nhân nhận tiền ủng hộ và nhiều sai phạm khác. Công an vào cuộc, xe công vụ bị nhóm người chặn đầu, không cho di chuyển. Chủ tịch nhà xuất bản giáo dục nhận hối lộ số tiền khủng. Mến chào quý khán thính giả đang theo dõi trên kênh Điều Cần Biết. Quý vị thân mến, Cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ công tác cán bộ là gốc của mọi vấn đề, mọi việc thành hay bại là do cán bộ. Nếu nói công tác xây dựng đảng là then chốt thì công tác cán bộ là then chốt của mọi then chốt, nguyên nhân của mọi nguyên nhân, đường lối hay bao nhiêu, chủ trương chính sách đúng bao nhiêu, nhưng nếu cán bộ không đáp ứng được yêu cầu, thậm chí làm sai lệch thì cũng không thực hiện được. Mới đây, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Hòa Bình cho biết vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can bắt tạm giam đối với Hoàng Đình Lưu, sinh năm 1971, cán bộ Ban Quản lý Rừng Phòng hộ Sông Đà thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Hòa Bình về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo Cơ quan Công an, lợi dụng nhu cầu cần tìm mua đất tại tỉnh Hòa Bình của một số công dân để đầu tư dự án trồng rừng, trồng cây dược liệu, Hoàng Văn Lưu đã tự giới thiệu mình là trưởng đoàn điều tra quy hoạch nông nghiệp thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Hòa Bình, nắm mọi thông tin về đất rừng, đất lâm nghiệp, các kế hoạch, dự án đầu tư liên quan đến đất rừng, đất lâm nghiệp trên địa bàn. Sau đó, Hoàng Đình Lưu thực hiện các thủ tục xin cấp phép, thực hiện dự án đầu tư trồng rừng, trồng cây dược liệu cho người dân. Tin tưởng vào lời nói của Lưu là cán bộ cơ quan nhà nước ở tỉnh Hòa Bình lại có giấy tờ thể hiện việc đã lo được giấy tờ pháp lý để thực hiện dự án, có chức năng và có mối quan hệ để lo được vấn đề pháp lý dự án, nên các công dân đã tin tưởng và ký hợp đồng giao cho Lưu thực hiện dự án. Theo cơ quan công an, thông qua giao dịch cung cấp và thực hiện dịch vụ tư vấn thủ tục đầu tư dự án, Lưu đã lừa đảo chiếm đoạt số tiền 8 tỷ đồng. Hiện nay, vụ án đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, mở rộng và xử lý theo quy định của pháp luật. Quý vị thân mến, bấy lâu nay nói đến nhà giáo là nói đến một trong những biểu tượng mang tính chất thiêng trong xã hội. Điều đó được thể hiện qua những câu như nhất tự vi sư, bán tự vi sư hay không thầy đố mày làm nên. Thế nhưng nếu nhà giáo nào đó tự coi mình là cái rốn của vũ trụ, tự du ngủ mình thì sẽ dễ tự tha hóa ngay trong suy nghĩ, nhận thức, tư tưởng hay hành động. Mới đây liên quan đến vụ án giáo viên tố hiệu trưởng vận động tiền ủng hộ và tài khoản cá nhân tại trường Trung học phổ thông Nguyễn Du, tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu. Cụ thể, vào ngày 2 tháng 10, đại diện trường Trung học phổ thông Nguyễn Du, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu cho biết đã có giải trình ban đầu về nội dung có đơn phản ánh của nhóm giáo viên trường Trung học phổ thông Nguyễn Du về những hành vi vi phạm của hiệu trưởng nhà trường. Cụ thể, phản ánh về việc hiệu trưởng đã lợi dụng việc tài trợ ủng hộ giáo dục để thu lợi, sử dụng tài khoản cá nhân để nhận tiền hỗ trợ. Quỹ 40 năm thành lập trường Trung học phổ thông Nguyễn Du, nhà trường cho biết việc này đã được lấy ý kiến và thông qua các cuộc họp cán bộ chủ chốt và hội đồng nhà trường. Song lễ hiệu trưởng đã khóa tài khoản, sao kê và công khai danh sách trong cuộc họp, đồng thời niêm yết trên bảng tin của trường. Về phản ánh suốt 2 năm học 2022-2023, 2023-2024, hiệu trưởng tự thu chi làm lễ trưởng thành cho học sinh khối lớp 12. Đại diện nhà trường cho hay lễ trưởng thành học sinh lớp 12 là một hoạt động truyền thống của nhà trường. Phụ huynh học sinh đã tự nguyện đóng góp 250.000 đồng trên một học sinh. Số tiền này được sử dụng để chi cho các hoạt động trong lễ. Nhà trường không thu bất kỳ khoản gì ngoài quy định. Liên quan đến phản ánh nhiều học sinh chưa có bảo hiểm, tai nạn dù đã đóng tiền. Theo đại diện trường Trung học phổ thông Nguyễn Du, nhà trường đang phối hợp với công ty bảo hiểm để rà soát có khả năng bị sai sót hoặc thất lạc, sẽ khắc phục trong thời gian sớm nhất. Thông tin về phản ánh, đến tháng 4 năm 2024, nhà trường đang âm 1 tỷ 900 triệu đồng. Chênh lệch giữa các khoản được Sở Giáo dục và Đào tạo phân bổ, nhà trường cũng lý giải do chuyển đổi vị trí kế toán nên nhà trường phát hiện kế toán cũ chi sai một số nguồn quỹ, lấy tiền quỹ này chi sang quỹ của các hoạt động khác, lấy tiền năm sau chi cho hoạt động của năm trước và tăng thu nhập. Không có chuyện nhà trường đang âm 1 tỷ 900 triệu đồng, tiền chênh lệch giữa các khoản được Sở Giáo dục và Đào tạo phân bổ.
Cũng theo đại diện trường Trung học phổ thông Nguyễn Du, những phản ánh của nhóm giáo viên này là không thực tế, mang cảm tính cá nhân nhằm bôi nhọ danh dự, uy tín của nhà trường và cá nhân hiệu trưởng. Trường Trung học phổ thông Nguyễn Du cũng mong lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo cùng các cơ quan chức năng xác minh làm rõ vấn đề, giúp trường ổn định công tác dạy và học. Liên quan đến vấn đề này, lãnh đạo tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cho biết đã chỉ đạo Sở Giáo dục và Đào tạo cùng các cơ quan chức năng tiến hành làm rõ phản ánh của nhóm giáo viên trường Trung học phổ thông Nguyễn Du và sẽ sớm có thông tin. Theo đó, hiệu trưởng trường Trung học phổ thông Nguyễn Du đã bị tố lợi dụng việc tài trợ ủng hộ giáo dục để thu lợi cá nhân và không công khai minh bạch trong việc thu chi tiền vận động tài trợ của trường, vi phạm quy định về thu tiền ngoài quy định, thu tiền bảo hiểm tai nạn học sinh nhưng một số học sinh lại không có thẻ, lợi dụng việc tổ chức dạy học, hoạt động giáo dục ngoài nhà trường để thu tiền trái quy định. Đáng chú ý, theo đơn phản ánh, hiệu trưởng trường Trung học phổ thông Nguyễn Du đã sử dụng hai số tài khoản cá nhân để nhận tiền từ các mạnh thường quân ủng hộ 40 năm thành lập nhà trường. Quý vị thân mến, không phải ngẫu nhiên mà giáo viên lại dám tố giác như vậy. Cũng chính vì vậy mà không phải ngẫu nhiên, văn kiện đại hội 12 của Đảng đã chỉ ra 5 nhóm lĩnh vực có nguy cơ tham nhũng cao, trong đó có lĩnh vực giáo dục và đào tạo. Tháng 5 năm 2023, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã công bố những sai phạm nghiêm trọng xảy ra trong ngành giáo dục và cảnh báo những biểu hiện tiêu cực, sai phạm trong ngành này cùng với sự lạm dụng quyền lực nghề nghiệp của một số bộ phận nhà giáo đã ảnh hưởng rất lớn đến mục tiêu giáo dục là quốc sách hàng đầu của Đảng và nhà nước ta. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật thông tin mới nhất đến quý vị. Quý vị thân mến, trong thời gian vừa qua trên địa bàn cả nước liên tục xảy ra các vụ chống người thi hành công vụ. Phần lớn các vụ chống người thi hành công vụ xảy ra khi lực lượng công an và các lực lượng thực thi nhiệm vụ khác kiên quyết ngăn chặn, xử lý vi phạm và truy bắt đối tượng phạm tội. Những đối tượng vi phạm không chỉ chống người thi hành công vụ để ngăn cản việc bị xử lý, chạy trốn khi bị bắt giữ mà còn ngang nhiên khiêu khích, thách thức, đe dọa lực lượng công an đang làm nhiệm vụ. Hành vi phạm tội thường rất côn đồ, hung hãn, chủ động tấn công lực lượng chức năng khi đang xử lý vụ việc. Nghiêm trọng hơn, có nhiều trường hợp sau khi bị bắt giữ, xử lý đối tượng tổ chức thành băng nhóm sử dụng vũ khí, công cụ hỗ trợ để tấn công lại lực lượng chức năng để trốn thoát hoặc giải cứu các đối tượng đang bị bắt, gây hậu quả nghiêm trọng. Mới đây, lực lượng chức năng thị xã Sapa đang làm nhiệm vụ tại xã Bản Hồ thì bị một số người dân chặn xe. Theo đó, một đoạn clip được đăng tải trên mạng xã hội Facebook, TikTok trưa ngày 30 tháng 9 cho thấy một số người dân bao vây chiếc xe ô tô biển xanh mang biển số 24A005XXX thuộc xe công vụ của tỉnh Lào Cai. Theo hình ảnh ghi lại được, một số người dân đã dựng xe máy giữa đường để chặn xe ô tô của lực lượng chức năng, dùng gậy đập phá, thậm chí là buông những lời lẽ thô tục nhằm cản trở việc di chuyển của xe. Sáng ngày 1 tháng 10, ông Lý Tả, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Bản Hồ, thị xã Sapa xác nhận vụ việc người dân chặn xe và cho biết sự việc xảy ra vào khoảng 11 giờ ngày 28 tháng 9 trên tỉnh lộ 152 thuộc khu vực thôn Hoàng Liên. Thời điểm này, lực lượng công an của thị xã và của tỉnh Lào Cai đang làm nhiệm vụ bắt đối tượng buôn ma túy. Theo ông Lý Láo Tả, những người dân chặn xe công vụ là người dân của xã Mường Hoa chứ không phải là người dân của xã Bản Hồ. Ngoài ra, chính quyền địa phương cũng không được báo trước về vụ việc mà chỉ có công an xã đi phối hợp làm nhiệm vụ. Nguyên nhân ban đầu là khi tổ công tác an ninh đi làm nhiệm vụ bắt được một đối tượng buôn ma túy và đưa lên xe, nhưng một số người dân cho rằng không có chứng cứ liên quan đến việc buôn bán và công an bắt nhầm người nên đã chặn xe lại. Hiện vụ việc đang được các cơ quan chức năng điều tra, làm rõ theo quy định của pháp luật. Quý vị thân mến, để nâng cao hiệu quả trong công tác phòng ngừa và ngăn chặn các hành vi chống người thi hành công vụ, chính quyền các cấp cần đẩy mạnh về công tác tuyên truyền, giáo dục và nâng cao ý thức thượng tôn pháp luật trong quần chúng nhân dân, xử lý nghiêm các đối tượng có hành vi chống người thi hành công vụ, đặc biệt là cần đưa các vụ án chống người thi hành công vụ ra xét xử lưu động nhằm mục đích răn đe phòng ngừa chung. Đối với lực lượng thực thi nhiệm vụ cần tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, chiến sĩ, đặc biệt là lực lượng cảnh sát phải có tư thế, lễ tiết, tác phong đúng mực trong quá trình tiếp xúc làm việc với nhân dân. Khi giải quyết các vụ việc phức tạp nơi đông người cần phải khéo léo, linh hoạt, tranh thủ được sự đồng tình ủng hộ của quần chúng nhân dân và giữ uy tín của ngành công an.
Chủ tịch nhà xuất bản giáo dục nhận hối lộ số tiền khủng. Quý vị thân mến, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã khẳng định cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng của Đảng dưới sự đứng đầu và phát động của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đạt được những kết quả rất quan trọng. Thời gian tới, công tác đấu tranh phòng chống với tham nhũng tiêu cực sẽ tiếp tục được triển khai mạnh mẽ với phương châm giải pháp nhiệm vụ như thời gian vừa qua. Trong đó sẽ đẩy mạnh phòng chống tham nhũng tiêu cực theo phương châm không ngừng, không nghỉ, không có vùng cấm, không có ngoại lệ, bất kể người đó là ai. Xử lý một người để cảnh tỉnh cả vùng, cả lĩnh vực. Xử lý trước hết ở cơ quan có chức năng phòng chống tham nhũng tiêu cực, góp phần làm trong sạch nội bộ Đảng, không chỉ chống tham nhũng tiêu cực ở cấp trung ương mà còn cả ở địa phương. Chủ tịch nhà xuất bản giáo dục nhận hối lộ số tiền khủng, sách giáo khoa đi về đâu? Quý vị thân mến, hiện nay công tác phòng chống với tham nhũng tiêu cực đã trở thành một phong trào, trở thành xu thế không thể đảo ngược, là công việc chung của mọi người dân chứ không phải của riêng cơ quan chức năng nào. Ngày 23 tháng 9, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đã ban hành kết luận điều tra vụ án đưa, nhận hối lộ, vi phạm quy định đấu thầu xảy ra tại nhà xuất bản giáo dục Việt Nam. Cơ quan điều tra đề nghị truy tố 8 bị can về các tội đưa, nhận hối lộ, vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng. Trong đó, bị can Tô Mỹ Ngọc, chủ tịch công ty Phùng Vĩnh Hưng và bị can Nguyễn Chí Minh, giám đốc công ty giấy Minh Cường Phát bị đề nghị truy tố về tội đưa hối lộ. Người mà bà Ngọc, ông Minh đưa hối lộ là cựu chủ tịch nhà xuất bản giáo dục Nguyễn Đức Thái. Ông Thái đã nhận lời giúp đỡ tạo điều kiện để công ty của bà Ngọc và ông Minh trúng các gói thầu mua sắm khi nhà xuất bản giáo dục mua giấy in để in sách. Theo kết quả điều tra, trước khi nhà xuất bản giáo dục triển khai việc mua sắm giấy in khoảng tháng 6, tháng 7 năm 2017, bà Tô Mỹ Ngọc đến gặp và được ông Thái đồng ý tạo điều kiện cho tham gia trúng thầu cung cấp giấy in. Được trúng thầu tháng 12 năm 2017, bà Ngọc tự tay chuẩn bị số tiền 3 tỷ đồng từ quỹ cá nhân để ở nhà gồm 6 cọc tiền đựng trong túi sách giấy loại đựng quà Tết. Bà Ngọc đã xách túi tiền đến phòng làm việc của ông Thái tại tầng 9 trụ sở nhà xuất bản giáo dục. Khi vào phòng làm việc, bà Ngọc ngồi ở ghế đầu tiên, dãy có 3 ghế, để túi cạnh tiền, bàn uống nước và nói có chút quà cảm ơn ông Thái đã giúp cho công ty trúng thầu. Sau đó, bà Ngọc về, ông Thái mở túi kiểm tra và cất tiền tại két sắt trong phòng làm việc. Trong các năm từ 2018 đến năm 2021 đều đặn hàng năm, bà Ngọc đều đến phòng làm việc của ông Thái đưa số tiền 4 tỷ đồng để cảm ơn sau khi trúng thầu. Cách thức đưa tiền đều giống nhau, thường vào dịp cuối năm hoặc đầu năm dương lịch, bà Ngọc sẽ tự chuẩn bị 4 tỷ đồng gồm 8 cọc, mỗi cọc 10 thép, mỗi thép 50 triệu đồng được bọc kín đựng vào túi quà Tết. Có hai quai sách và được buộc lại, sau đó úp ngược lại cho vào túi giấy cùng loại. Bà Ngọc xách túi tiền và một mình đến phòng làm việc của ông Thái đều ngồi đúng ghế đầu tiên, để túi tiền cạnh bàn nước và nói có chút quà biếu cảm ơn ông Thái. Khi bà Ngọc đưa tiền, không có ai chứng kiến. Ngoài ra, vào dịp Tết Nguyên đán các năm 2018-2022, bà Ngọc đều đưa cảm ơn ông Thái số tiền 200 triệu đồng trên một năm. Tổng số tiền bà Ngọc đỡ đưa là 1 tỷ đồng. Cơ quan điều tra đã xác định từ năm 2017 đến năm 2018, bà Ngọc đã đưa hối lộ cho ông Thái 20 tỷ đồng để được trúng 13 gói thầu, tổng giá trị 2.100 tỷ đồng. Quý vị thân mến, có thể nói tệ nạn tham nhũng tiêu cực là hành vi gây ra những ảnh hưởng rất nghiêm trọng đến sự phát triển bền vững của đất nước, làm cho kinh tế chậm phát triển, thất thoát và lãng phí tài sản của nhà nước, của nhân dân, gây rối loạn nền kinh tế, nguy hại hơn là làm xói mòn lòng tin của nhân dân đối với Đảng và nhà nước. Bất cập lãng phí tài nguyên của đất nước và những điều cần phải làm ngay ở Bộ Giáo dục. Cơn bão số 3 Yagi cùng hoàn lưu bão đã gây ra những thiệt hại rất nghiêm trọng về người và tài sản đối với nhiều tỉnh miền núi phía Bắc và đồng bằng sông Hồng. Gần một tuần trôi qua, tại các tỉnh bị ảnh hưởng bởi bão số 3 và hoàn lưu bão vẫn còn đang ngổn ngang, cảnh đổ nát, bề bộn. Bên cạnh đó là những gương mặt thất thần, mệt mỏi, bất lực sau khi phải chống chọi với mưa bão và dòng nước lũ. Có rất nhiều các đoàn thiện nguyện đang xin sách giáo khoa để gửi đến cho trẻ em những vùng chịu ảnh hưởng nặng nề của cơn bão Yagi. Quý vị thân mến, có một thính giả đã chia sẻ, khi giục các con tìm sách để gửi tặng các em nhỏ miền núi mà chợt nhớ ra là không biết các em có dùng được không. Thống nhất một bộ sách cho các em từ cấp 1 đến cấp 3 cũng là một trong những việc cần làm ngay và luôn. Sách cũng từ rừng mà ra, tiết kiệm sách là một trong những cách tốt nhất để bảo vệ rừng, ngăn cản lũ quét. Mỗi năm các nhà sản xuất
cho ra lò hàng trăm ngàn bộ sách giáo khoa cho các cấp học. Vấn đề là các bộ sách giáo khoa liên tục được thay thế, bổ sung để theo kịp chương trình mới, đặc biệt là có những cuốn thuộc dạng không cần thiết đã gây ra lãng phí lớn cho nguồn lực của xã hội. Chúng ta thử làm một phép tính nhỏ, giá bìa của hai cuốn sách trên tổng là 33.000 đồng. Thoạt nghe thì có vẻ không đáng bao nhiêu tiền, song nếu nhân với số lượng in lần lượt là 170.000 cuốn hay 200.000 cuốn thì tổng số tiền phụ huynh học sinh phải bỏ ra lên đến hơn 12 tỷ đồng, quả là một số tiền không hề nhỏ. Đề cập đến câu chuyện lãng phí sách giáo khoa, bà Lê Thị Nga, chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội cũng từng phải thốt lên, tại sao bây giờ khác thế hệ trước, một bộ sách không dùng được 2-3 thế hệ, tại sao lại phải ghi bài tập vào sách giáo khoa, tại sao lại để phí mỗi năm chúng ta sản xuất ra hơn 1 triệu cuốn sách giáo khoa, xã hội mất hàng nghìn tỷ đồng, nhưng đến năm sau không thể sử dụng được nữa. Hay cũng có một bài chia sẻ của một phụ huynh, có đến 54.000 lượt like và hơn 11.000 lượt chia sẻ, cụ thể bài viết chia sẻ như sau: bộ sách Cánh Diều, Chân Trời Sáng Tạo, Kết Nối Tri Thức sẽ bằng cái gì? Bằng sự rối rắm của phụ huynh khi mua sách cho con, bằng sự lo lắng của các nhà sách khi không dám nhập nhiều sách vì sợ dư sách là không bán được nữa, dẫn đến tình trạng thiếu thừa sách giáo khoa, hỗn độn cả chục năm nay, bằng sự lãng phí vô tội vạ trong các gia đình địa phương khi mà chương trình học khác nhau, sách giáo khoa khác nhau nên sau khi học xong bạn này không thể cho bạn kia sách học tiếp, thậm chí là anh chị em trong một nhà cũng không học được sách của nhau, hay bằng sự phá hoại môi trường từ sự lãng phí nguồn tài nguyên in sách dùng một lần như hiện nay. Quý vị thân mến, với vô vàn những thứ bất cập khi cả nước có tới 3 bộ sách khác nhau, một thính giả đã từng lên tiếng một lần nhưng vẫn phải lên tiếng lại lần nữa. Vì qua trận bão lũ lụt lịch sử tàn phá miền Bắc vừa qua, việc phân loại và phân bổ sách giáo khoa cũ cho học sinh vùng lũ rất khó khăn. Nhiều nơi thiếu sách vở trầm trọng, nhưng sách thì bộ thừa bộ thiếu do chương trình khác nhau. Hàng năm nhiều phụ huynh phải vứt bỏ những bộ sách gần như mới, còn nhà xuất bản thì tiếp tục in sách, cũng là hành động gián tiếp để phá hoại môi trường, gián tiếp gây ra những thiên tai. Đất nước Việt Nam còn nghèo, môi trường thì ngày càng bị phá hoại nghiêm trọng, dẫn đến thiên tai ngày càng khắc nghiệt. Xin hãy tiết kiệm và tránh các hành động làm ảnh hưởng xấu đến môi trường. Chúng tôi rất mong muốn Bộ Giáo dục nhìn nhận lại vấn đề về sách giáo khoa. Đây cũng là mong muốn chung của toàn thể phụ huynh trong nước. Qua đây chúng tôi cũng hy vọng rằng có sự quan tâm hơn nữa của Thủ tướng Chính phủ đến vấn đề này, không chỉ là để tiết kiệm về nguồn tài nguyên mà còn giúp cho kinh tế của đất nước không bị tụt lùi. Câu hỏi đặt ra là có hay không sự lãng phí hay lợi ích nhóm ở Bộ Giáo dục? Quý vị nghĩ sao về vấn đề này? Hãy để lại ý kiến của quý vị ở phía dưới phần bình luận để mọi người cùng được biết. Quý vị thân mến, phòng chống với tham nhũng tiêu cực tiếp tục được đẩy mạnh theo phương châm không ngừng, không nghỉ, không có vùng cấm, không có ngoại lệ, bất kể người đó là ai, xử lý một vụ cảnh tỉnh cả một vùng, cả một lĩnh vực. Theo Tổng Bí thư Tô Lâm, kết quả trong công tác phòng chống tham nhũng vừa qua đã tạo được sự đồng tình, ủng hộ, tạo được niềm tin của nhân dân với Đảng, niềm tin với cán bộ, đảng viên. Thực tiễn cho thấy có nhiều vụ tham nhũng tiêu cực được đưa ra ánh sáng là do báo chí phát hiện, đưa tin, sau đó các cơ quan điều tra mới vào cuộc, nhưng cũng có không ít những đối tượng đã lợi dụng nghề báo để tham ô, tham nhũng, cưỡng đoạt tài sản của tổ chức cá nhân. Mới đây, ông Đồng Xuân Thụ, tổng biên tập tạp chí Môi trường và Đô thị Việt Nam cùng nhiều thuộc cấp đã bị Công an tỉnh Thái Bình tạm giữ với cáo buộc có dấu hiệu phạm tội cưỡng đoạt tài sản. Cụ thể, vào ngày 24 tháng 9, Công an tỉnh Thái Bình cho biết cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, khám xét khẩn cấp nơi ở, nơi làm việc, xe cá nhân đối với ông Đồng Xuân Thụ, sinh năm 1972, trú tại quận Đống Đa, Hà Nội, là tổng biên tập tạp chí Môi trường và Đô thị Việt Nam. Cùng với ông Thụ, Công an tỉnh Thái Bình cũng bắt giữ Bùi Văn Toàn, sinh năm 1980, trú tại quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, là trưởng ban kinh tế, môi trường. Cao Thị Thu Hường, sinh năm 1989, trú tại huyện Thanh Trì, Hà Nội, là kế toán. Nguyễn Ngọc Tuyên, sinh năm 1989, trú tại Thái Bình, là phóng viên tạp chí nêu trên. Cơ quan cảnh sát điều tra cũng đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Tất Triển, sinh năm 1978, trú tại Thái Bình, là phóng viên. Các nghi phạm bị công an tạm giữ để điều tra về hành vi có dấu hiệu tội phạm cưỡng đoạt tài sản theo quy định tại Điều 170 Bộ Luật Hình sự. Các lệnh nêu trên đã được Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Thái Bình phê chuẩn.
Hiện Công an tỉnh Thái Bình đang chỉ đạo cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh khẩn trương thu thập tài liệu, chứng cứ, củng cố hồ sơ, khởi tố, điều tra, mở rộng, xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật. Quý vị thân mến, tạp chí Môi trường và Đô thị Việt Nam là diễn đàn của ngành môi trường, đô thị và khu công nghiệp Việt Nam. Giấy phép hoạt động báo điện tử số 182, đơn vị có trụ sở tại quận Ba Đình, Hà Nội và 5 văn phòng đại diện ở thành phố Hồ Chí Minh, khu vực miền Trung, Bắc Trung Bộ, Tây Nguyên và Tây Bắc. Quý vị thân mến, những kết quả nêu trên cho thấy cuộc đấu tranh phòng chống với tham nhũng tiêu cực đã lan tỏa rất mạnh mẽ và có sức bật mới, ngày càng đi vào chiều sâu với phương châm không có vùng cấm, không có ngoại lệ, bất kể người đó là ai, như Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã từng nhấn mạnh, trở thành một xu thế không thể đảo ngược, nhận được sự đồng tình, ủng hộ của đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân cả nước. Tuy nhiên, cuộc chiến với phòng chống tham nhũng tiêu cực vẫn còn rất cam go, đầy khó khăn, thách thức vì thủ đoạn của các đối tượng này ngày càng tinh vi và được ngụy trang, che đậy, rất kín đáo, hỏng lách luật, tìm mọi cách để qua mặt các cơ quan chức năng của Đảng, Nhà nước. Do đó, thời gian tới cần tiếp tục xây dựng và hoàn thiện các quy định thật chặt chẽ, khoa học, dân chủ để thực hiện hiệu quả công tác đấu tranh với phòng chống tham nhũng tiêu cực. Triệt phá đường dây sản xuất buôn bán thuốc giả quy mô lớn. Quý vị thân mến, những năm gần đây bằng nhiều hình thức gian lận tinh vi, số lượng thuốc giả, thực phẩm chức năng giả xâm nhập vào hệ thống cung ứng thuốc và đến tay bệnh nhân ngày càng gia tăng. Đây là một trong những vấn đề nhức nhối trong xã hội gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe và tính mạng của người tiêu dùng. Bất chấp vi phạm pháp luật vì lợi ích, hậu quả từ những việc sử dụng thuốc giả là vô cùng nghiêm trọng bởi thuốc không có hiệu quả trong điều trị bệnh, mà còn là nguyên nhân khiến các giải pháp điều trị bệnh bị vô hiệu hóa. Kèm theo đó là những nguy cơ kháng thuốc, dị ứng thuốc, ngộ độc thuốc, đồng thời có thể phát sinh các loại bệnh nguy hiểm khác, thậm chí làm người bệnh tử vong. Mới đây, ngày 16 tháng 8, Công an thành phố Thanh Hóa cho biết vừa triệt phá đường dây sản xuất, buôn bán thuốc tân dược giả với quy mô lớn trên phạm vi toàn quốc, bắt tạm giam 7 đối tượng. Các đối tượng bị bắt giữ bao gồm Nguyễn Văn Hưng, sinh năm 1990, trú tại xã Nâm Na Giang, huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông, Trương Quốc Phong Dinh, sinh năm 1997 và em trai Trương Quốc Dũng, sinh năm 1998, đều trú tại phường Long Hòa, quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ, Nguyễn Thị Kiều Trang, sinh năm 1991, trú tại phường Đại Mỗ, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội, Nguyễn Văn Tài, sinh năm 1998, trú tại xã Nghĩa Lạc, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định, Nguyễn Hoàng Trung, sinh năm 2006, trú tại xã Nâm Nơ Giang, huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông, và Ngô Tiến Thành, sinh năm 1990, trú tại xã Tràng An, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Thanh Hóa đã tiến hành khám xét khẩn cấp 5 địa điểm là nơi sản xuất, nơi cất giấu hàng hóa, nơi làm việc của các đối tượng nêu trên, địa bàn thành phố Hà Nội, thành phố Cần Thơ và tỉnh Bến Tre. Lực lượng công an đã thu giữ các sản phẩm thuốc tân dược giả, chủ yếu là thuốc kháng sinh gồm 657 hộp thuốc Cefuroxim 500mg, 3.258 hộp thuốc Cefixim 200mg và 100 hộp thuốc Auxixin, 100 hộp thuốc Panadol Extra, 724 hộp thuốc Panaton dạng vỉ nén, 1.080 lọ thuốc Panaton, đồng thời thu giữ nhiều nguyên liệu để sản xuất các loại thuốc kháng sinh giả, gồm 2,2 tấn phụ gia, 1.000 tờ hướng dẫn sử dụng thuốc Cefuroxim, 10 vỏ thùng hộp Panaton và nhiều máy bóc thiết bị để phục vụ cho việc sản xuất thuốc tân dược giả như máy ép, khuôn ép vỉ, băng keo dán. Theo kết quả điều tra ban đầu, Nguyễn Văn Hưng là đối tượng cầm đầu đã câu kết với Trương Quốc Phong Dinh thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn dịch vụ y tế tích hợp, đăng ký trụ sở tại thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre để ngụy trang cho việc sản xuất, kinh doanh thuốc tân dược giả, đặc biệt các loại thuốc kháng sinh như Cefuroxim 500mg, Cefixim 200mg, Auxixin 1g, Panadol Extra. Trương Quốc Phong Dinh đã thông qua các mạng xã hội Zalo, Facebook để thu mua các loại thuốc ngoại nhập trôi nổi trên thị trường, sau đó dùng cồn hoặc hóa chất khác để tẩy xóa phần chữ in trên vỉ thuốc, dùng máy in lại thông tin, tên, thành phần hóa chất trên vỉ thuốc tạo thành thuốc mới. Ngoài ra, Dinh còn thu mua thuốc tân dược sản xuất nội địa có nguồn gốc xuất xứ giá rẻ, sau đó ngâm vào nước để bong chóc tem nhãn gốc của nhà sản xuất, sau đó dán trên ống thuốc, đặt in và dán tem nhãn giả thành thuốc ngoại nhập đưa ra thị trường để tiêu thụ với giá cao. Trương Quốc Dũng, Nguyễn Văn Tài và Nguyễn Hoàng Trung được giao nhiệm vụ trực tiếp đi thuê kho xưởng để làm địa điểm sản xuất,
tại khu vực vắng người trên địa bàn thành phố Bến Tre và thành phố Cần Thơ, thuê công nhân sản xuất là anh em, người nhà hoặc người quen tại các địa phương. Quá trình sản xuất, công nhân ăn ở khép kín tại kho sản xuất của công ty không ra ngoài. Để tiêu thụ sản phẩm giả trên thị trường toàn quốc, Trương Quốc Phong Dinh thông qua mạng xã hội quảng cáo có nguồn gốc thuốc kháng sinh của các công ty chính hãng tuồn ra từ nguồn hàng thầu hoặc bán chạy doanh số trái khu vực thông qua không xuất được hóa đơn nên giao bán giá rẻ hơn so với giá chính hãng. Bằng thủ đoạn nêu trên, Hưng và Dinh đã bán ra ngoài thị trường một khối lượng lớn thuốc tân giả dược với số lượng lớn. Căn cứ vào tài liệu chứng cứ thu thập được, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Thanh Hóa đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 7 bị can nói trên về tội sản xuất buôn bán hàng giả là thuốc phòng bệnh, thuốc chữa bệnh quy định tại khoản 2 điều 194 Bộ luật hình sự. Vụ việc hiện đang được cơ quan chức năng điều tra xử lý và chúng tôi hy vọng rằng với những sai phạm bị phát hiện thì cần phải được xử lý nghiêm minh, đủ sức răn đe, truy cứu trách nhiệm của các tổ chức cá nhân có liên quan, bắt bồi thường về thiệt hại tùy mức độ để xem xét xử lý hình sự. Đó là phương cách thiết thực góp phần bảo vệ sức khỏe của cộng đồng. Khai trừ ra khỏi đảng nguyên giám đốc công an tỉnh Lạng Sơn Thái Hồng Kông và nguyên phó chủ tịch tỉnh Phú Thọ Hồ Đại Dũng. Ngày 13 tháng 8 tại trụ sở Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã xem xét thi hành kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên có vi phạm khuyết điểm. Sau khi xem xét đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư nhận thấy ông Thái Hồng Kông, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, nguyên giám đốc công an tỉnh Lạng Sơn và ông Hồ Đại Dũng đã vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm, trách nhiệm nêu gương, gây hậu quả rất nghiêm trọng, dư luận bức xúc, ảnh hưởng rất xấu đến uy tín của tổ chức đảng, cơ quan quản lý nhà nước. Căn cứ vào nội dung, tính chất, mức độ hậu quả và nguyên nhân vi phạm của các tổ chức đảng viên nêu trên, theo quy định của đảng về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên có vi phạm, Ban Bí thư quyết định khai trừ ra khỏi đảng đối với ông Thái Hồng Kông và ông Hồ Đại Dũng. Bên cạnh đó, Ban Bí thư cũng tiến hành khai trừ ra khỏi đảng các ông Nguyễn Linh Ngọc, Hồ Đức Hợp, Nguyễn Kim Thoại, Nguyễn Ngọc, Lê Quang Vinh, Nguyễn Quốc Định, Xà Dương Thắng, Phan Đoàn Thái. Ban Bí thư đề nghị các cơ quan chức năng thi hành kỷ luật hành chính kịp thời đồng bộ với kỷ luật đảng. Quý vị thân mến, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cũng khẳng định không ngừng tăng cường đoàn kết thống nhất và tập trung dân chủ ở trong đảng, đoàn kết, đại đoàn kết toàn dân tộc, mối liên hệ gắn bó máu thịt giữa đảng với nhân dân, huy động trí tuệ, sức mạnh của toàn dân tộc thực hiện thắng lợi các mục tiêu chiến lược và tiếp tục đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn đảng, kiên quyết, kiên trì, phòng, chống tham nhũng tiêu cực với phương châm không ngừng, không nghỉ, đưa cuộc chiến chống giặc nội xâm tới ngày thắng lợi hoàn toàn, xây dựng đảng ta thật sự trong sạch, vững mạnh, là đạo đức, là văn minh. Bốn vụ án tham nhũng lớn nhất cần phải lên án. Nhận quà Tết 5 tỷ đồng, cựu bí thư Lào Cai lãnh án. Xin kính chào quý khán thính giả đang theo dõi trên kênh Điều Cần Biết. Rất hân hạnh được gửi đến quý vị những thông tin nóng nhất mà chúng tôi vừa mới cập nhật. Quý vị thân mến, mới đây tại cơ quan điều tra, cựu bí thư tỉnh Lào Cai Nguyễn Văn Vịnh khai nhận vào giáp Tết Nguyên đán năm 2015 đã được công ty Lilama mang 5 tỷ đồng tới quà tặng Tết. Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Lào Cai vừa ban hành cáo trạng bổ sung truy tố cựu bí thư tỉnh ủy Lào Cai Nguyễn Văn Vịnh, cựu chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai Doãn Văn Hưởng, Nguyễn Thanh Dương và Lê Ngọc Hưng đều là cựu phó chủ tịch tỉnh, Mai Đình Định, cựu giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Phan Văn Cương, cựu phó giám đốc Sở Công Thương cùng về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. 7 người ở công ty Apatit Việt Nam gồm Nguyễn Quang Huy, cựu tổng giám đốc, Phạm Cao Khiêm, cựu phó tổng giám đốc, Nguyễn Ngọc Bích, cựu chủ tịch hội đồng thành viên, bị truy tố vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên. Riêng ông Nguyễn Mạnh Thừa, giám đốc công ty Lilama, bị truy tố hai tội danh là rửa tiền và vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò và khai thác tài nguyên. Theo cáo trạng, các bị can Nguyễn Văn Vịnh, Doãn Văn Hưởng cùng các bị can nhóm thuộc cựu cán bộ lãnh đạo tỉnh Lào Cai từ năm 2011 đến năm 2015 biết rõ diện tích 37.700m2 tại thôn 2, xã Đồng Tuyển, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai thuộc khai trường 18 đã được Bộ Công Thương phê duyệt và quy hoạch quặng apatit tại quyết định số 28 ngày 18 tháng 8 năm 2008 và thẩm quyền cấp phép khai thác khoáng sản của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Tuy nhiên, vì mục đích phát triển của tỉnh Lào Cai và tạo điều kiện cho doanh nghiệp phát triển không phù hợp với quy định của pháp luật, các bị can đã lợi dụng chức vụ quyền hạn của mình làm trái công vụ, ký các văn bản, giấy chứng nhận đầu tư trái quy định của pháp luật để cấp 37.700m2
đất thuộc khai trường 18 cho công ty Lilama xây dựng 32 dự án khách sạn, nhà hàng. Từ đó tạo điều kiện cho công ty Lilama và công ty trách nhiệm hữu hạn MTV Apatit Việt Nam đã khai thác và tiêu thụ trái phép hơn 1,5 triệu tấn quặng apatit có trị giá hơn 610 tỷ đồng. Công ty Lilama thu lợi số tiền hơn 171 tỷ đồng và công ty Apatit thu lợi số tiền là 184 tỷ đồng. Cáo trạng mới ban hành xác định bị can Nguyễn Văn Vịnh với cương vị là Phó Chủ tịch và Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Lào Cai trong giai đoạn từ năm 2012 đến năm 2015 là người chịu trách nhiệm quản lý toàn diện các hoạt động của Ủy ban dân tỉnh và trực tiếp chỉ đạo, điều hành công tác quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội và chủ trương đầu tư, cấp giấy chứng nhận đầu tư các dự án. Tuy nhiên, trong quá trình thực thi công vụ được giao đã không thực hiện đúng các quy định của pháp luật trong công tác quản lý, bảo vệ tài nguyên, khoáng sản trên địa bàn tỉnh Lào Cai mà ký các văn bản có ý kiến bút phê chỉ đạo vào các tài liệu khác có liên quan trái quy định của pháp luật để công ty Lilama và công ty Apatit Việt Nam lợi dụng khai thác và tiêu thụ trái phép khoáng sản quặng apatit tại khai trường 18 thuộc thôn 2, xã Đồng Tuyển thông qua thực hiện dự án khách sạn, nhà hàng và việc cải tạo mặt bằng khu mỏ. Trong quá trình điều tra, bị can Nguyễn Văn Vịnh khai nhận vào giáp Tết Nguyên đán năm 2015, bị can Vịnh làm bí thư tỉnh ủy Lào Cai, Nguyễn Mạnh Thừa đã mang 5 tỷ đồng đến nhà bị can tặng quà Tết. Sau khi nhận số tiền 5 tỷ, bị can Vịnh đã sử dụng chi tiêu cá nhân hết. Số tiền khủng mà chủ tịch xã ở thành phố Phú Quốc nhận hối lộ để làm ngơ cho các sai phạm. Quý vị thân mến, mới đây cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang đã phối hợp với Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Phú Quốc thi hành lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp với Du Việt Thanh, sinh năm 1980, ngụ thành phố Phú Quốc, nguyên là chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Cửa Cạn, thành phố Phú Quốc để tiếp tục điều tra xử lý về hành vi nhận hối lộ. Theo thông tin của cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Phú Quốc cho biết, qua mở rộng điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản, phát hiện đối tượng Du Việt Thanh, nguyên chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Cửa Cạn đã nhận hối lộ một xe ô tô và tiền mặt trị giá hơn 5 tỷ đồng để làm ngơ cho các hoạt động phân lô bán nền đất rừng, đất nhà nước quản lý. Với hành vi này, Thanh đã tiếp tay cho các bị can khác lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người dân hàng trăm tỷ đồng. Hiện cơ quan công an đang tiếp tục điều tra làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật. Trước đó, ngày 19 tháng 4, công an thành phố Phú Quốc cũng đồng loạt tiến hành tống đạt quyết định khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Đặng Văn Lĩnh sinh năm 1985, Lê Minh Điệp sinh năm 1991 cùng thường trú tại xã Cửa Cạn, thành phố Phú Quốc và Đặng Văn Hùng sinh năm 1981 thường trú tại xã Cửa Dương, thành phố Phú Quốc về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Cả ba đối tượng đã lập công ty do Điệp làm giám đốc với ngành nghề môi giới, tư vấn và kinh doanh bất động sản. Từ năm 2021 đến năm 2022, ba đối tượng trên đã tiến hành đặt cọc, mua đất hoặc mua các thửa đất của nhiều người dân ở xã Cửa Dương và xã Cửa Cạn, thành phố Phú Quốc. Ngoài ra còn lấn chiếm thêm nhiều phần đất suối, đất rừng đặc dụng ở bên ngoài. Sau đó, các đối tượng đã tự san lấp mặt bằng, làm đường bê tông, dựng cột điện, kéo đường điện trái phép trên các thửa đất rồi tiến hành thuê người làm bản vẽ, sơ đồ, phân lô trên giấy, tự đặt tên dự án. Các dự án đều không có thật nhưng được giới thiệu quảng cáo, chào bán các lô nền đất cho khách hàng với hình thức mua bán và lập vi bằng của các văn phòng thừa phát lại tại thành phố Phú Quốc nhằm thu lợi bất chính. Toàn bộ quá trình có sự phân công vai trò cụ thể của từng đối tượng. Thời điểm phân lô bán các nền đất cho khách hàng, ngoài các thửa đất đã có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nhưng là đất trồng cây lâu năm, còn có đất chưa có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là đất suối, đất rừng đặc dụng do nhà nước và vườn quốc gia Phú Quốc quản lý. Khi phân lô bán nền thì các thửa đất chưa thuộc quyền sở hữu hợp pháp của các đối tượng do mới chỉ đặt cọc hoặc đã ký công chứng sử dụng đất cho người khác, thậm chí có thửa đất các đối tượng tự lấn chiếm đất suối do nhà nước quản lý, đất rừng do vườn quốc gia Phú Quốc quản lý. Có thửa đất đã phân lô bán nền cho khách hàng nhưng các đối tượng lại ký công chứng chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho người khác. Các đối tượng đã phân lô bán nền cho hàng trăm khách hàng với số tiền chiếm đoạt lên đến hàng trăm tỷ đồng. Nhiều cán bộ cao cấp của Bộ Công Thương nhận hối lộ. Bộ Công Thương chỉ trích báo chí đưa thông tin sai sự thật. Quý vị thân mến, mới đây Cục An ninh Điều tra Bộ Công an A09 vừa khởi tố bị can bắt tạm giam 3 người, trong đó có Phó Cục trưởng Cục Xúc tiến Thương mại Bộ Công Thương Trần Duy Đông bị bắt về tội nhận hối lộ.
Trước khi vụ án Xuyên Việt Oil được phanh phui, nhiều lãnh đạo, cán bộ của Bộ Công Thương, trong đó có ông Trần Duy Đông, khẳng định việc cấp phép cho doanh nghiệp này là đúng quy định và chỉ trích báo chí nói sai sự thật. Đây là kết quả của việc mở rộng điều tra vụ án xảy ra tại Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Thương mại Vận tải và Du lịch Xuyên Việt Oil và một số cơ quan tổ chức liên quan. Công ty Xuyên Việt Oil được cấp giấy phép kinh doanh xuất nhập khẩu xăng dầu lần đầu vào ngày 22 tháng 8 năm 2016. Công ty này được cấp lại giấy phép kinh doanh xuất nhập khẩu xăng dầu vào ngày 19 tháng 11 năm 2021. Trong khi đó, ông Trần Duy Đông được giao phụ trách vụ thị trường trong nước từ tháng 8 năm 2017. Vụ thị trường trong nước là cơ quan tham mưu giúp Bộ trưởng quản lý nhà nước về thương mại và thị trường trong nước, trong đó có lĩnh vực xăng dầu. Năm 2021, khi Xuyên Việt Oil được cấp lại giấy phép đầu mối xăng dầu, ông Đông đang là vụ trưởng vụ thị trường trong nước. Tháng 9 năm 2023, hai lãnh đạo Xuyên Việt Oil là bà Mai Thị Hồng Hạnh sinh năm 1979, giám đốc, và thuộc cấp là Nguyễn Thị Như Phương sinh năm 1992 bị bắt, và báo chí đã đặt ra nhiều câu hỏi về việc cấp phép cho doanh nghiệp này là đúng hay là sai quy định. Thời điểm đó, ông Đỗ Thắng Hải vẫn còn là Thứ trưởng của Bộ Công Thương phụ trách xăng dầu, còn ông Trần Duy Đông vừa mới rời vụ trưởng vụ thị trường trong nước để chuyển sang làm Cục trưởng Cục xuất nhập khẩu. Văn bản phản hồi báo chí đã được lãnh đạo này duyệt gửi đi đều khẳng định khi được Bộ Công Thương cấp phép, công ty có đầy đủ các điều kiện quy định tại Điều 7 Nghị định số 83 năm 2014 Nghị định của Chính phủ. Theo đó, về đại lý xăng dầu, theo quy định doanh nghiệp cần có 40 đại lý. Công ty Xuyên Việt Oil có 49 đại lý, bao gồm 17 đại lý do công ty mẹ Xuyên Việt Oil trực tiếp ký hợp đồng đại lý và 32 đại lý thuộc công ty con của công ty Xuyên Việt Oil là công ty Đại Đồng Xuân. Giải thích cho việc Xuyên Việt Oil sau này không duy trì được số lượng đại lý theo quy định, văn bản này phản hồi nói rằng trong quá trình kinh doanh, các doanh nghiệp thường có sự thay đổi về hệ thống phân phối, và đối với công ty Xuyên Việt Oil, trong năm 2022 cũng như nhiều doanh nghiệp xăng dầu khác, công ty gặp khó khăn, nhất là sau khi bị tước giấy phép kinh doanh xuất nhập khẩu xăng dầu tạm thời 1,5 tháng. Theo kết luận của đoàn thanh tra Bộ Công Thương, các đại lý của công ty Xuyên Việt Oil đã phải chuyển sang ký hợp đồng và lấy hàng của các công ty khác để đảm bảo duy trì hoạt động kinh doanh của đại lý. Việc không duy trì đủ hệ thống đại lý là do các yếu tố khách quan hoặc chủ quan sau này trong quá trình hoạt động của công ty, văn bản phản hồi báo chí cho biết và bày tỏ thêm báo chí đang viết sai sự thật. Trong khi trước đó, kết luận của thanh tra của Bộ Công Thương đã chỉ thẳng chiêu lách luật của Xuyên Việt Oil, đó là để đủ điều kiện về hệ thống phân phối, có 37 đại lý bán lẻ của công ty cổ phần Đại Đồng Xuân được công ty Xuyên Việt Oil kê khai thuộc hệ thống của mình thông qua cơ chế công ty mẹ con. Cụ thể, Xuyên Việt Oil góp vốn trên 50% vào công ty Đại Đồng Xuân. Thế nhưng điều đáng nói ở đây cũng chính là trong ngày Bộ Công Thương cấp giấy phép kinh doanh xuất nhập khẩu xăng dầu, công ty Xuyên Việt Oil và công ty cổ phần Đại Đồng Xuân đã ký kết văn bản hủy bỏ hợp đồng chuyển nhượng cổ phần, và tại thời điểm hủy bỏ, hai bên chưa thực hiện bất cứ quyền và nghĩa vụ nào của hợp đồng đã ký kết. Kết luận với Xuyên Việt Oil, đoàn thanh tra của Bộ Công Thương đã kiến nghị giao vụ thị trường trong nước chấn chỉnh kịp thời những sai sót trong công tác thẩm định cấp giấy phép kinh doanh xăng dầu và kiểm tra, giám sát việc duy trì điều kiện kinh doanh xăng dầu. Tại thời điểm thanh tra, ông Đông vẫn đang là vụ trưởng vụ thị trường trong nước. Kết thúc quá trình thanh tra, Bộ Công Thương ghi nhận tại thời điểm kiểm tra, công ty Xuyên Việt Oil có 10 cửa hàng bán lẻ xăng dầu trực thuộc và 18 đại lý bán lẻ xăng dầu. Công ty Xuyên Việt Oil đã xử lý vi phạm hành chính và bị tước giấy phép kinh doanh xuất nhập khẩu xăng dầu với thời gian 1,5 tháng đối với hành vi vi phạm quy định về không duy trì đáp ứng đủ số lượng đại lý bán lẻ xăng dầu theo quy định nêu trên. Năm 2023, Bộ Công Thương thực hiện việc kiểm tra chấp hành các quy định của pháp luật trong kinh doanh xăng dầu đối với công ty Xuyên Việt Oil. Tại thời điểm kiểm tra, Bộ Công Thương ghi nhận công ty Xuyên Việt Oil có 10 cửa hàng bán lẻ xăng dầu. Tuy nhiên, có 3 cửa hàng tại thời điểm kiểm tra có giấy chứng nhận đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu đã hết hiệu lực và có 20 hợp đồng đại lý bán lẻ xăng dầu ký kết với các đại lý bán lẻ xăng dầu đang còn hiệu lực.
Trên cơ sở, công ty Xuyên Việt Oil tiếp tục không duy trì, đáp ứng được điều kiện đối với thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu. Ngày 11 tháng 8 năm 2023, Bộ Công Thương đã ban hành quyết định số 2081, quyết định của Bộ Công Thương thu hồi giấy phép kinh doanh xuất nhập khẩu xăng dầu của công ty Xuyên Việt Oil. Về việc ông Trần Duy Đông vừa bị cơ quan an ninh điều tra bắt về tội nhận hối lộ đã kéo dài danh sách các cán bộ bị sức mạnh của đồng tiền của Xuyên Việt Oil hạ gục. Trước đó, ngày 21 tháng 12 năm 2023, cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam với ông Đỗ Thắng Hải, Thứ trưởng Bộ Công Thương để điều tra về tội nhận hối lộ. Hồi giữa tháng 12 năm 2023, cơ quan an ninh điều tra cũng khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với ông Lê Đức Thọ, bí thư tỉnh ủy tỉnh Bến Tre để điều tra về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi. Liên quan đến vụ án này, ngày 19 tháng 12 năm 2023, ông Lê Duy Minh, Giám đốc Sở Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh, nguyên Cục trưởng Cục thuế Thành phố Hồ Chí Minh cũng bị bắt về tội nhận hối lộ. Đến tháng 3 năm 2024, cơ quan cảnh sát điều tra cũng khởi tố thêm 4 người để điều tra về hành vi đưa và nhận hối lộ. Cụ thể, cơ quan điều tra đã bắt tạm giam bị can Vũ Trung Thành, Giám đốc Vietinbank chi nhánh Thanh Xuân, Nguyễn Văn Thắng, Phó Giám đốc Công ty Xuyên Việt Oil chi nhánh Hà Nội, Đồng Xuân Dũng, lao động tự do để điều tra về tội đưa hối lộ. Sau Xuyên Việt Oil và Hải Hà Petro có thêm nhiều đại lý xăng dầu bị ngân hàng siết nợ là công ty trách nhiệm hữu hạn MTV Dầu khí Bông Sen Vàng vừa bị ngân hàng giao bán tài sản gồm hơn 10 cây xăng trị giá gần 100 tỷ đồng. Thời gian gần đây liên tiếp các doanh nghiệp đầu mối kinh doanh xăng dầu bị các ngân hàng siết nợ. Mới đây nhất, Agribank cũng thông báo đấu giá tài sản đảm bảo của ngôi nhà cổ diện tích hơn 287m² tại số 19 phố Hàng Chiếu, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội với mức giá khởi điểm 54 tỷ đồng. Đây là tài sản đảm bảo cho khoản vay của công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại xăng dầu Đại Việt theo một hợp đồng vay vốn từ năm 2018. Đặc biệt, sau hàng loạt các sai phạm xảy ra tại công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại vận tải và du lịch Xuyên Việt Oil, nhiều ngân hàng đã thông báo bán đấu giá các tài sản đảm bảo tại công ty này. Xuyên Việt Oil đang có các khoản nợ tại một số ngân hàng thương mại, tổng dư nợ khoảng 5.500 tỷ đồng. Trên đây là những thông tin mới nhất mà chúng tôi vừa mới cập nhật. Và chúng tôi sẽ chuyển tới quý vị những thông tin mới nhất mà chúng tôi cập nhật. Đại án Vạn Thịnh Phát, tòa tuyên án tử hình là có căn cứ. Ngày 11 tháng 4 năm 2024, Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã tuyên án sơ thẩm đối với bị cáo Trương Mỹ Lan, 68 tuổi, chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn Vạn Thịnh Phát và 85 bị cáo khác. Hội đồng xét xử tuyên bị cáo Trương Mỹ Lan mức án tử hình về 3 tội danh tham ô tài sản, đưa hối lộ và vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng. Về trách nhiệm dân sự, hội đồng xét xử xác định bị cáo Trương Mỹ Lan đã chiếm đoạt, gây thiệt hại cho Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn SCB hơn 677.000 tỷ đồng, tương đương dư nợ của 1.284 khoản vay. Đáng lẽ các bị cáo bồi hoàn toàn bộ, tuy nhiên bản chất số tiền thất thoát là do bị cáo Trương Mỹ Lan sử dụng, chỉ đạo sử dụng, các bị cáo khác nghe theo chỉ đạo của bị cáo Lan để thực hiện hành vi sai phạm. Chủ tọa Phạm Lương Toản nhận định, thực chất bản chất của 1.284 khoản vay này, SCB thực hiện không đúng quy định. Số hợp đồng vay này là phương thức, thủ đoạn để bị cáo Lan rút tiền từ SCB sử dụng. Vì vậy, tòa chỉ buộc bị cáo Lan bồi hoàn tiền lãi. Toàn bộ dư nợ 1.284 khoản vay được xác định chiếm đoạt gây thiệt hại 677.000 tỷ đồng cho SCB. Theo hội đồng xét xử, tính toán khấu trừ phần nghĩa vụ của bị cáo Nguyễn Cao Trí, chủ tịch hội đồng quản trị công ty Văn Lang và công ty Kepler và bị cáo Dương Tấn Trước, cựu tổng giám đốc công ty Tường Việt đã hoàn trả lại cho bị cáo Trương Mỹ Lan, thì số tiền mà bị cáo Trương Mỹ Lan còn lại phải khắc phục là 673.849 tỷ đồng. Bị tuyên án tử hình, khối tài sản cực khủng của bà Trương Mỹ Lan sẽ xử lý như thế nào? Sau khi tuyên phạt bị cáo Trương Mỹ Lan mức án chung là tử hình về 3 tội danh, hội đồng xét xử tiếp tục tuyên án liên quan đến vấn đề tài sản. Hội đồng xét xử tuyên tiếp tục kê biên căn biệt thự cổ tại 112 Võ Văn Tần, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh. Theo hội đồng xét xử, công ty đứng ra mua căn biệt thự này là của các thành viên trong gia đình bị cáo Trương Mỹ Lan, nên đây là tài sản liên quan đến bị cáo Lan và tập đoàn Vạn Thịnh Phát, nên cần kê biên để đảm bảo việc thi hành án.
Đối với loạt bất động sản tại các quận 1, quận 7, quận 4, Phú Nhuận, hội đồng xét xử cũng tuyên việc tiếp tục kê biên để đảm bảo nghĩa vụ dân sự của bị cáo Trương Mỹ Lan đối với khoản tiền hơn 6.000 tỷ đồng mà bị cáo Lan đã chuyển cho công ty cổ phần TH Hạ Long và công ty Âu Lạc để mua 18 triệu cổ phần. Hội đồng xét xử cho biết tiền mà bị cáo Lan mua cổ phần là từ SCB nên cần tịch thu, do đó tuyên buộc công ty cổ phần TH Hạ Long và công ty Âu Lạc nộp lại 6.090 tỷ đồng. Hội đồng xét xử cũng tuyên tiếp tục kê biên nhiều tài sản khác của bị cáo Lan tại quận 1, quận 3 và quận 7 thành phố Hồ Chí Minh. Trước đó, tòa buộc bà Trương Mỹ Lan bồi thường 1.243 khoản vay tương đương với 673.849 tỷ đồng, mức án phí khủng nhất từ trước đến nay. Bên cạnh đó, tòa tuyên tiếp tục kê biên hàng loạt các tài sản liên quan tới vụ án, cũng như kiến nghị làm rõ nhiều nội dung khác. Ngoài ra, bản sơ thẩm tuyên buộc các bị cáo mỗi người phải chịu 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm. Riêng bị cáo Trương Mỹ Lan phải chịu gần 674 tỷ đồng án phí dân sự sơ thẩm. Các bị cáo Nguyễn Cao Chí, Dương Tấn Trước, Nguyễn Thanh Tùng phải chịu án phí dân sự sơ thẩm theo quy định. Đây là một trong những vụ án có số án phí được xem là khủng nhất trong lịch sử tố tụng của nước ta, khi có một bị cáo phải nộp 674 tỷ đồng tiền án phí dân sự sơ thẩm. Tòa tuyên án tử hình là có căn cứ. Theo hội đồng xét xử, hành vi của bị cáo Trương Mỹ Lan kéo dài trong suốt một thời gian dài từ năm 2012 đến năm 2022. Trong đó, giai đoạn từ năm 2012 đến ngày 31 tháng 12 năm 2017 đã phạm tội vi phạm về quy định cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng theo quy định tại Điều 179 Bộ Luật Hình sự năm 1999. Còn giai đoạn từ ngày 1 tháng 1 năm 2018 trở về sau, do chính sách pháp luật có sự thay đổi, Bộ Luật Hình sự 2015 đã quy định tội tham mô tài sản áp dụng đối với các pháp nhân ngoài nhà nước. Bộ Luật Hình sự năm 1999 chỉ áp dụng đối với các doanh nghiệp nhà nước, nên hành vi của bị cáo Lan và các bị cáo khác đủ yếu tố để cấu thành tội tham mô tài sản. Do đó, hội đồng xét xử nhận định tội mà Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao truy tố là có căn cứ. Ngoài ra, hội đồng xét xử đề nghị mức án chung thân đối với bị cáo Đinh Văn Thành, cựu chủ tịch hội đồng quản trị SCB đang bị truy nã, xét xử vắng mặt. Bị cáo Võ Tấn Hoàng Văn là cựu tổng giám đốc SCB và bị cáo Bùi Anh Dũng là cựu chủ tịch hội đồng quản trị SCB về các tội tham mô tài sản và vi phạm quy định về hoạt động của ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng. Bị cáo Chu Lập Cơ, chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần đầu tư Times Square, là chồng của bị cáo Trương Mỹ Lan, bị tuyên mức án 9 năm tù về tội vi phạm quy định cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng. Bị cáo Trương Mỹ Vân, tổng giám đốc công ty tập đoàn quản lý bất động sản Windsor, cháu ruột của bị cáo Trương Mỹ Lan, bị tuyên mức án 17 năm tù về tội tham mô tài sản. Về nhóm tội đưa nhận hối lộ, Viện Kiểm sát nhận định dù Trương Mỹ Lan không thừa nhận hành vi đưa hối lộ 5,2 triệu đô cho cựu Cục trưởng Cục Thanh tra, Giám sát Ngân hàng 2 Đỗ Thị Nhàn, nhưng căn cứ vào lời khai của bị cáo Võ Tấn Hoàng Văn, cựu Tổng Giám đốc SCB và tài liệu chứng cứ dữ liệu điện tử cho thấy bị cáo Trương Mỹ Lan là người chỉ đạo bị cáo Văn gặp đưa hối lộ cho bị cáo Đỗ Thị Nhàn. Bị cáo Đỗ Thị Nhàn tuyên án chung thân về tội nhận hối lộ. Đối với nhóm 16 bị cáo thuộc nhóm tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, bị cáo buộc nhận tiền từ nhóm của bà Trương Mỹ Lan để làm sai chức trách công vụ. Hiện các bị cáo đã nộp toàn bộ số tiền đã nhận. Các bị cáo này nhận từ SCB số tiền thấp nhất là 20 triệu đồng, cao nhất là gần 10 tỷ đồng. 16 bị cáo này bị tuyên mức án 3 năm tù treo đến 11 năm tù. Đối với các khoản tiền này, hội đồng xét xử nguồn gốc tiền từ SCB nên thu hồi trả lại cho SCB để khắc phục một phần hậu quả trong vụ án. Các bị cáo đồng phạm còn lại đề nghị mức án 3 năm tù treo đến 20 năm tù. Đối với các bị cáo được hưởng án treo, nếu không phạm tội danh khác thì được trả tự do ngay tại tòa. Với 5 bị cáo bỏ trốn, cơ quan chức năng đã kêu gọi đầu thú nhưng các bị cáo từ bỏ quyền bảo vệ quyền lợi cho mình. Do đó, hội đồng xét xử xét thấy cần thiết áp dụng hình phạt nghiêm khắc đối với các bị cáo này. Đối với các bị cáo tại SCB, hội đồng xét xử nhận định chỉ là những người làm công ăn lương, đồng phạm giúp sức cho bị cáo Trương Mỹ Lan không được hưởng lợi nên xem xét giảm nhẹ một phần hình phạt. Theo hội đồng xét xử, hành vi phạm tội của bị cáo Trương Mỹ Lan và đồng phạm gây ra đặc biệt nghiêm trọng, gây thiệt hại đặc biệt lớn với SCB, đẩy ngân hàng này vào tình trạng mất thanh khoản. Đồng thời, vụ việc gây hoang mang trong người dân, làm ảnh hưởng đến uy tín của Đảng, Nhà nước, xói mòn niềm tin của nhân dân. Trong đó, bị cáo Trương Mỹ Lan đóng vai trò là chủ mưu cầm đầu.
Vì vậy, cần áp dụng mức hình phạt nghiêm khắc nhất mới đủ tác dụng răn đe phòng ngừa chung cho toàn xã hội. Cũng trong vụ án này, duy nhất bị cáo Nguyễn Cao Chí được xác định là không phải là đồng phạm của bị cáo Lan. Bị cáo Nguyễn Cao Chí bị tuyên mức 8 năm tù tội lạm dụng tín nhiệm, chiếm đoạt tài sản khi tìm cách chiếm đoạt của bị cáo Trương Mỹ Lan 1.000 tỷ đồng. Qua vụ án này, chúng tôi và cả quý vị cần phải thượng tôn pháp luật, sống trong pháp luật, tối thượng của hiến pháp. Tất cả cán bộ, nhân dân đều có nghĩa vụ tuân thủ pháp luật. Không một ai được đặt mình lên trên pháp luật hay ngoài pháp luật. Mọi người đều bình đẳng trước pháp luật. Đây cũng chính là sự đảm bảo cao nhất về mặt pháp lý của một nhà nước hợp pháp, thể hiện trong tư tưởng lập hiến của Hồ Chủ tịch. Thông qua đó, quyền của công dân được bảo vệ và chủ quyền của quốc gia được đảm bảo.